Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tìm nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vận may.net, website chẳng lẽ mua một uy tín, đỉnh cao chẳng lẽ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẽ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vận may.net để chiến nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đổi đầu Yuka cho ở lên top như thế nào nha. Đổi đầu Yuka anh em không nên ngán nha. Ôi trời, tôi bị lại làm nha. Anh em đừng thấy hết, anh em đừng nói gì hết, tôi chơi hết nói hết nha. Giờ nè, cứ đứng solo kill nó đánh thoải mái anh em ơi, thoải mái anh em ơi. Hết chiêu đi về. Đó. Có level 2 là nó ngổm như mình nè. Đó nè, bắt đầu chơi khô máu nè. 1 nè, 2 nè, nè. Đâu rồi? Cái đầu xanh nó mất cái nhém rồi. Chết rồi. Ôi trời, tôi lên xuống nữa kìa trời. Chơi 2-1, kỳ bạn. Dính. À, trong bụi. À, lướt. À, bất lực, cái kiểu bất lực anh em à. À, này được quá nha, Yuka kiểu bất lực anh em ơi. Do bắn trúng nó biến gì không được. Anh em nhớ cho mình nút like, đăng ký kênh và một comment và một chia sẻ nha. Và anh em nào nhu cầu mua nick này hoặc cày thuê, liên hệ ngay Zalo của mình hoặc bên Facebook Hoài Đạt nha. Đối đầu Yuka cực kỳ dễ. Nếu mà anh em xanh. Nó đùa đấy, đầu game mình sẽ hướng dẫn cho cách đối đầu với nó như thế nào hợp lý nha. Nhưng mà Yuka là đa số là anh em sẽ gặp nhiều nhất, 90% luôn là solo lên tức auto gặp Yuka. Thế bây giờ Yuka như đang hot lắm anh em à. Nè, solo lúc nào gặp hết trơn á nè. Trời đồ bộ ơi nè, chuẩn bị này. Năng rồng này. Rồng này tôi bị lên đi đâu ấy. Bắt tôi lên. Chạy đâu bạn. Ok này, ý mít mình cướp luôn kìa, ngon. Ui, ăn được mạng mà cướp được nữa kìa, ngon quá nha. Giờ cũng đừng có mới qua, không làm gì trời. Rồi ok, nó chỉ ăn kinh công này. Yuka kìa. Ui nè, ăn cái xa kìa. Hết chiêu rồi, không dám vào anh em à. Hết chiêu rồi. 30 giây, hai mấy giây mới có ulti lận. Xong rồi, bắt ở đây chứ kìa. Trời ơi, anh gấu anh chơi tôi khô máu em giữ anh gấu. Thôi nào anh gấu, mình đợi anh gấu, uống gì ghê anh gấu. Chị anh gấu có ăn, anh gấu rồi ăn con dơ của em hả, đâu cho. Rỉ anh gấu cái này về nè. Nè, 3 giây con tê là chết với mình nè. Nè, anh đi anh dồn đam đi anh. Dồn đam nè, quăng chiêu 1 nè. Dồn đam đi anh, trời ơi không chết kìa. Mày chạy đâu. Trời ơi, cay quá nhờ. Không chết kìa, đậu xanh đó trời ơi, cay quá nhờ. Về đã, giờ tôi lên nó xuống anh em ơi, tôi lên nó xuống rồi, tôi thấy này tôi lên nó xuống rồi. Biến gì đã. Trời ơi, Yuka nó trắng máu luôn kìa anh em à. Anh em gặp Yuka anh em không nên ngán nha. Cứ đứng thẳng mặt solo với mình luôn. Mà anh em từ từ hãy xài ulti nha. Đừng xài ulti quá vọt, quá vội nha. Trời ơi, bên ăn ba đứa luôn kìa. Đừng nên solo xài ulti quá vội. Cho nó dồn đam anh em luôn, đúng không? Rồi anh em hãy nè, như mình nè. Nó dồn đam kệ nó, mình bị tích nội tại, mình chém hồi máu, mình được hồi máu. Cho nó dồn đam anh em nè. Cho thoải mái anh em ơi, nè. Đó, cho dồn đam đi, phải không? Rỉa máu mình hơn máu rồi không nè. Thích thì chơi này đó, nè. Dứt nè, bó nè, búa vào đầu nè. Chạy vào đây nè. Đây nè. Quay nè, trời ơi, nó quá đơn giản luôn anh em à. Nhưng mà còn rất nhiều anh em mà vẫn chưa có thể nào xài tích được nội tại và giữ nội tại cho nó hợp lý nữa nè. Đó. Anh em nên giữ nội tại, anh em đánh được 2 cái phải không? Gắn cái đánh thứ 3.
để sẽ đánh cái thứ tư để ra được xét lần chuẩn, được hồi máu. Có nhiều anh em nha, đánh được hai cái. Ê bạn ơi, đâu bạn ơi nè, đi về bạn ơi. Có nhiều anh em nha, tích được hai cái rồi thì anh em có chiêu hai, anh em lướt lên cái phí nha. Trừ khi trường hợp nào quá là cấp bách bắt buộc mình phải lướt, còn không thì anh em đang thẳng mặt solo nhất là solo tăng cơ này, chẳng hạn như là Omen này hoặc là Arthur này đó, anh em nên giữ cái nội tại lại cho chắc kèo xíu. Đánh được hai cái rồi anh em đánh thường một cái nữa, đánh một cái nữa là anh em đánh cái thứ ba đi, không là anh em được tích được một cây nội năng rồi này, là anh em thể chém được một cái sát sát chuẩn, được hồi máu nữa nè, đúng không? Thì anh em chém cái thứ tư anh em phải lướt là anh em chém được hai cái nè. Gì gấu làm vậy con? Nè mình né mình công ty đi. Trời công ty chậm quá vậy, né công ty mà chậm quá trời chậm nè. Một chém nè. Nè tích nội tại nè, hai cái nè, ba cái nè, không đánh thường nè. Quá đơn giản luôn anh em à. Nhưng mà hôm qua mình đánh đến chín mình thua 4 trận đó. Cái chuyện đó quá bình thường. Ôi trời, làm gì vậy? Đó anh em nha, tôi vừa mới cày thơ cho bé May xong. Là lên 45 sao tôi ăn chuỗi 6, chuỗi 4, chuỗi 5, 3 vậy, không biết nó quên mẹ rồi. Tôi vô chín tôi. Quýnh quá trời quýnh luôn, em thua 3 game liên tiếp luôn. Trời ơi, game này nè, win lại nè, đậu đánh chảy nước mắt luôn anh em. Thua 3 game liên tiếp, trời ơi, không còn gì để nói luôn. Muốn khóc luôn anh em à, đánh mà tức ôi máu luôn. Thì khi mẹo nào tốt, cũng dẫn anh em thôi. Cái gì anh em nói nha, idol đánh không thua, làm gì nào không có nào đánh không thua. Đi có bút bẩn là đậu xanh nó lên full cây thôi. Gì vậy? À do sao đánh cao quá nha. Đánh khi tôi thua 4-5 trận, 5-6 trận, tôi 6-7 trận liên tục, bình thường. Ganh mà, không thắng thua không quan trọng, quan trọng là vẫn là những là những cái công thức này, anh em đánh leo ranh như là hợp lý rồi đó. Gì vậy? Cái gì? Đội solo kill. Trời ơi William ơi, ông đâu xuống đây ăn cái S của tôi vậy? Lui bồ ơi. Nha. Anh em có việc sử dụng những cái mẹo của mình hướng dẫn cho anh em. Để mà anh em Rỉa cái anh em ơi. Áp dụng cho anh. Hoặc là anh em có việc đánh thường đi đây, đánh thường trước đi. Mà anh em thấy hiệu quả, anh em đem thẳng vào ranh cho mình, đem thẳng vào đỉnh cao cho mình nha. Còn những vị tướng khác nữa mình sẽ làm hướng dẫn cho anh em một đã không? Nó quá ở luôn anh em à. Mỗi vị tướng là mỗi cách đánh khác nhau. Chẳng hạn như follow, chúng ta phải rỉa được đuổi cái máu nó phải dồn đam. Còn đánh với AD là khác nữa này. Đánh Achit này. Solo lại động anh ơi, em vậy. Có nào đánh solo nhiều người, rất là nhiều người nữa anh em à. Rồi xong rồi, quăng game rồi. Chả hiểu. Khó hiểu dễ sợ luôn ha. Đó tôi bị gì đó, tôi không biết tôi thắng như này, thắng thua tôi cũng chả biết luôn, thì đã biết, không quan tâm. Chả quan tâm nữa là thua thắng như nhau, thua 3 game tiếp rồi, game thứ 4 này. thắng thì cũng được, mà thua cũng được, cái gì vậy? Gì ghê anh? Anh bá vô đây là anh trên liền không á, em không ngán ở đâu nha, anh có nửa kia máu em trên á. Đừng ép em nha. Hồi nào anh ơi, anh ép em đó nha, em giận á, em không á. Anh em nhớ cho mình apply nha. Hay kìa, do anh cưng hay kìa. Ôi trời ơi, không chết kìa, may mắn thế nhờ. Chưa kìa, may mắn nè. Xuống dưới rồi, từ từ là lính nào. Cái gì, trời chạy à. Trời ơi, tóc biến rồi. Tóc biến làm gì bồ. Đây nè. Ôi, nó kéo tôi lại kìa. Thằng này ngu. Coi kéo tao như vậy. Trời ơi, kéo tao chi hình hai thằng chết. Quái à. Trời ơi, kéo mình đi trời. Về đã anh em ơi. Tự farm đã. Ông cho tôi farm cái đồ về. Theo bảo kê ở đây kìa. Ôi khỏi. Có cục máu này, ăn đầy máu rồi. Trời ơi, ông John đi một mình luôn kìa, không ai kêu ông John kìa. Kêu ông John. Cái đầu xanh ông John chơi ăn con rồng một mình luôn kìa. Còn bắn Yuka nữa kìa. Cái đầu xanh. Rồi. Bởi vì tôi nói anh em tôi đánh khó hiểu lắm anh em ơi.
Trời ơi, Gana ghép tem tôi kỳ lắm nha. Để nó đánh luôn, đâu có chạy đâu được. Một bé này. À đây đây. Trời ơi, chật kìa. Sát một bên luôn em mà chật kìa. Vãi hò thiệt chứ. Gì vậy? Cái gì vậy? Yuka kìa. Yuka ở trên này, Yuka ở trên này, Yuka ở trên đây nè. Chơi Yuka luôn. Chơi Yuka. Ôi, chém lộn tôi lên rồi. Thôi, muốn xài quả cầu. Không xài vẫn được nhưng mà mình an toàn hơn anh em à. Cho mình xài quả cầu cho nó an toàn. Sao nào, ra đây bá vô. Đây cậu ba lo này. Cứ bá vô là cậu ba lo hết nha. Cậu ba lo cậu ba đó, rồi mình ai tự thử đi. Thằng Ben nó qua kìa. Nè, giờ đánh Ben này. Một này, hai này. Rồi. Đi đâu, đi đâu. Trời ơi, mang nào chân ấy. Đó, chơi chết rồi. Lũ về. Ăn bùi xanh này. À, ở đây mất ăn bùi xanh này. Ok. Trời ơi, lũ về chứ trời ơi. Rồi, chết rồi. Ngon rồi. Trời ơi, mít nó không chưa chịu về nữa cơ. Về đi bô. Lấy nó cái trụ luôn em à. Nào ra chơi nó liền nha. Lấy chắc rồi, hai con lính bự luôn. Cái gì? Anh Yuka là anh bái rồi, anh chơi liền luôn quá. Anh đừng có đánh em nha. Không sợ đâu á. Nè. Đây. Đấy, gấu ơi. Thằng Ben vô lần Ben chết. Trời ơi, lộn con mắt rồi. Ben nó đang dòng bên đây nè. Lên giáp phép trước anh em à. Ổn rồi. Trời ơi, cái đao rất là ngon nha. Thằng Ben mà nó chơi hay lắm nha anh em à. Đừng có để chết nha ông nội ơi. Ui chết ngược không. Hay. Ép trụ chỗ này. Nè, gần đây Sam lên cho hồi máu này. Vậy sao ép chờ không ẩu được nha. Ở đây cái bắn trụ đi, ở đây bắn trụ đi. Tính vô rồi chém cái trụ liền tâm đi. Khó quá nha. Rồi xem đây. Sao vào đây. Bên kìa. Trời ơi, trời chết rồi. Từ từ nào, đừng vội. Tôi đỡ này. Ép cái trụ đây trước. Ê! Trời, Yuka chết luôn rồi. Trụ chỗ nha mọi người. Nè, né nè, mà chạy qua đây đi. Ôi, chậm quá anh em à. Từ trụ chỗ nè mọi người ơi. Khó vào, không có lính đâu mà vào. 300 km này. Nhường này, win luôn. Ok, anh em nhớ cho mình nút like và đăng ký kênh nha. Hẹn anh em vào đây ngày mai nha.